Nếu mà so với các đối thủ ở vòng bảng năm nay thì rõ ràng là mọi thứ khác và cái cách mà đội tuyển của ông Hang-seo vượt qua vòng bảng đấy rồi đi tiếp ấy, rồi có những trận đấu bằng thắng penalty một cách hào hùng ấy, nó khác hoàn toàn ấy và cái lối đá đấy là cái lối đá của chúng ta thực lực và rõ ràng là tạo ra ấn tượng. Cho nhìn những gì mà đội quân U23 thể hiện ở giải đấu này, tôi, tôi, tôi chưa nhìn thấy cái gì hay ho cả. Dữ liệu rồi, không vấn đề. Thôi nói chuyện U23 đi. U23 thì đêm mai nghĩa là vào lúc 0 giờ 30 ngày 27 4 thì chúng ta sẽ đá trận tứ kết với cả Iraq. Thì nhìn vào cái con đường đến vé Olympic thì có vẻ là trông nó ngay trước mắt ấy. Có xa đâu anh, bởi vì nếu thắng tứ kết nhé, thì chúng ta vào bán kết đúng không? Mà vào bán kết thì như là có suất rồi. Vào bán kết là đi bán rồi. Bán kết không, bán kết thì cần cần còn thắng bán, bán kết thì à? chắc chắn. Còn nếu mà, mà mà thua bán kết thì phải thắng trận giải ba thì mới chắc chắn. Còn thua trận giải ba thì lại đi đá playoff với cả đội như là Trung Phi. Thì có lại có có có, có nửa vé nửa vé, 3 suất rưỡi. Tóm lại là nếu thắng Iraq là chúng ta có nửa vé, có nửa vé, ít nhất nửa vé. Ít nhất nửa nếu vé. mà còn thắng bán kết thì không làm gì đúng không? Đúng Thế đó. là chúng ta đang mơ <laughs> chúng ta mà... đang mơ. Thực ra thắng Iraq cực khó. À, tôi thấy báo chí mấy hôm nay rồi trên diễn đàn của động viên họ đang nhắc tới một con đường giống hệt thường châu đấy. Cũng lại Iraq ở tứ kết mà nếu thắng Iraq ở tứ kết thì lại gặp Qatar. Qatar hoặc Nhật bản. Đúng rồi và biết đâu đấy thì lại gặp Uzbekistan ở trong trận chung kết như 2018 nhưng mà tôi nghĩ thì đấy là chúng ta mơ thôi chứ còn con đường nó như thế để chúng ta mơ như thế chúng ta vẽ như thế nhưng mà không thể so sánh năm nay với 2018 được 2018 là một thứ bóng đá hoàn toàn khác chúng ta gặp khó khăn ở vòng bảng vòng bảng khó khăn hơn rất, rất nhiều chúng ta trong bảng ra có Hàn Quốc chúng ta có Syria chúng ta có Australia và nếu mà so với các đối thủ ở vòng bảng năm nay thì rõ ràng là mọi thứ khác và cái cách mà đội tuyển của ông Vang Sơ vượt qua vòng bảng đấy rồi đi tiếp ấy rồi có những trận đấu bằng thắng penalty một cách hào hùng ấy nó khác hoàn toàn ấy và cái lối đá đấy là cái lối đá mà chúng ta Thực lực và rõ ràng là tạo ra ấn tượng Chứ còn nhìn những gì mà đội quân U23 thể hiện ở giải đấu này tôi, tôi, tôi chưa nhìn thấy cái gì hay ho cả Thực ra cũng có những điều tiến bộ Nhưng là tiến bộ so với chính họ thôi Tiến bộ so với sự kỳ vọng của chúng ta thôi Chứ còn nếu mà so với mặt bộ bằng chung của Châu Lục Thì rõ ràng là khác, khác ừ. rất xa Tất nhiên uh, trận QS thì chúng ta chơi hiệp 1 cực kỳ dở nhưng Hiệp 2 thì có anh bạn thủ môn QS nó tạo cho chúng ta cái điều kiện Nên là chúng ta thắng dễ dàng trận Malaysia thì trận đấu 50 50. Thực ra là chúng ta chơi trận đấy là tốt, tôi xem là thấy rõ ràng tiến bộ hơn hẳn so với đá với trận Iraq đúng không? À trận trận của Kuwait. Thế nhưng mà uh, Malaysia thì họ cũng là đối thủ đông cất đông lạ. Nhưng đến khi chúng ta gặp ở Uzbekistan thì tất nhiên là cái trận đấy thì chúng ta cũng không có tính toán nhiều cho anh em dự bị vào đá nhiều. Rồi cũng để xem đối thủ thế nào và đối thủ nói thật là cũng không có máu mê nhiệt tình gì mà họ <laughs> có thậm chí là trông huấn luyện viên trông buồn lắm anh sẽ xem mà thắng mà cứ buồn ghê <laughs> dù muốn hay không ấy, thì kiểu gì cũng sẽ có cái sự so sánh giữa lứa này với lứa Thường Châu năm 2018. Ừ. À, về mặt kết quả, về mặt con đường à, và đương nhiên là về mặt trình độ của thế hệ. Thì à, nó sẽ có những cái điểm giống nhau à, nhưng nó đương nhiên cũng có những cái sự khác biệt. Mà cái sự khác biệt lớn nhất ở đây tôi nghĩ rằng là đầu tiên chúng ta nhìn thấy rằng là à, lứa U23 vào thì bữa nay cho dù cũng đã được tập trung với nhau ở nhiều cấp độ, cấp độ cấp độ đội tuyển nhưng nếu nói rằng họ là một thế hệ để chơi thường xuyên với nhau, gắn bó với nhau nhiều ấy thì nó không hẳn. Và đấy chính là một sự khác biệt so với cái lứa năm 2018, bởi vì lứa 2018 thì chúng ta nhìn thấy rất rõ rằng là bên cạnh những cầu thủ của anh Gia Lai ấy, là những cầu thủ của Hà Nội, họ được chơi ở các cấp độ với nhau rất nhiều. Đặc biệt là V League ở giải vô địch cái độ gắn kết là cao hơn nhiều. Đội lứa của Hoàng Anh Gia Lai, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh là lên V-League từ 2015. Rồi Hà Nội lên đá với nhau suốt Đúng rồi. rồi. Các em ở Hà Nội như là Duy Mạnh, như là Quang Hải thì Đình lên, lên V-League, yeah. Đình Trọng là lên V-League Đình đá, Trọng thì thì đá V-League còn đá cho Sài Gòn. Đá trước. Sài Gòn 2 mùa rồi. Đó. Tức là các em mới chơi ở V-League đâu đó Độ dày dạn là cao 2017, 2016, nhiều hơn nhiều. 2016, thậm chí là 2015 và chơi hiệu quả cơ thế đâm ra là cái 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 bản lĩnh của các em các cái kinh nghiệm của các em nó lớn hơn và đó chính là một cái sự khác biệt lớn so với lứa ngày hôm nay tuy nhiên ở chiều ngược lại thì tôi cho rằng là cái niềm tin của lứa hiện tại nó cũng là một, nó là một cái thứ có cơ sở họ có một cái trục dọc được chơi ở đội tuyển quốc gia với thời ông huấn Hồ luyện viên Truje và đấy là một cái thứ vốn quý à, chúng ta cứ nói đi nói lại thì gì thì, thì nói đấy vẫn là một cái thứ mà không phải tự nhiên mà nó có được được đá nhiều, được chơi nhiều, được tự tin nhiều và bây giờ nó cũng là một thành ra một cái thứ bản lĩnh. Và bên cạnh đó là một số những cầu thủ trẻ của chúng ta nhưng nó có những cái những cái phát lộ ra ngoài mà nó đang có cái xu hướng là trở thành những cầu thủ tốt có thể tiến xa. Vĩ Hào đấy, đấy. ví dụ như trường hợp của Vĩ Hào về trường hợp của Nguyên Hoàng. Đó. Rồi uh, Minh Khoa, đấy, thì và tôi cảm thấy là là trong số họ ấy, có những người có cái sự gọi là tươi mới có sự sảng khoái trong khi chơi bóng họ vượt lên cả được cái sức ép, họ vượt lên được cả cái 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 áp lực khi chơi ở một cái giải đấu một cái sự kiện tương đối lớn như thế này. Và và và, và cộng lại cái 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 bao trùm lên tất cả, chỗ đấy là một cái sự uyển chuyển của anh Hoàng Anh Tuấn tính rằng là cái duyên của anh ấy cái 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 chuyển chuyển của anh ấy có thể lại là một cái thứ mà biết đâu đây chúng ta lại có duyên được lại duyên lại, đúng duyên, đúng không? lại đạt ừ. được một cái một cái, cái may cột mắn mới và bóng đá đôi khi nó nó hơn nhau nó khi là một một chút thôi một T chút là may mắn ấy. tất nhiên là cả Iraq hay là Ả Rập Xê Út thì đều được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều đặc biệt là Ả Rập Xê Út là họ còn trợ giá cho Thái Lan năm quả Thái Lan thì về nước rồi mà Iraq còn thắng cả Ả Rập Xê Út tất nhiên trong trận đấu cuối cùng thì Ả Rập Xê Út người ta cũng giữ chân ba bốn cầu thủ chính thức uh, đội hình uh, ngon ấy là để ra ngoài Thế nhưng mà Iraq thì nó vẫn có cái duyên nợ với chúng ta Đúng không? Đội tuyển thì chúng ta toàn thua phút cuối rồi Các anh nhớ không? Đau lắm Iraq thì thôi được cái thường châu thì chúng ta lại vượt qua 2018, 2018. 2018. 2018. Thì <laughs> bây giờ nó lại là đô 23 <laughs> Thì tôi nghĩ rằng là đây là câu chuyện Là ông Hoàng Anh Tuấn và các học trò mình sẽ tiếp cận trận đấu thế nào Cái đấy là cái rất quan trọng Phải rất biết mình, biết người Nếu mà chúng ta cứ dê được bóng đến 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 đá luân lưu thì là đẹp rồi. 2018 là còn ba đều sau 120 phút tức là Đúng chúng ta rồi. còn đã vào lưới của họ được ba lần. Trong khi đó tôi nhớ lại trận đấu đấy là bên Iraq cơ hội cực nhiều, cơ hội rất nhiều luôn và họ 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 không thắng được chúng ta một phần. Tôi nghĩ vì họ dứt điểm kém thôi chứ còn nếu mà họ dứt điểm ổn ấy thì ừ mọi chuyện đó khác nhưng họ, mà họ dứt điểm giống Liverpool bây giờ đúng rồi 2018 ấy thì một trong những yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta không chưa nói đến cái gọi là bản lĩnh rồi các thứ nó được chui rèn qua từng trận rồi niềm tin truyền theo từng trận mà có một yếu tố nữa tôi cho rằng là không thể thiếu được đấy là may mắn may, may mắn của năm 2018 là rất lớn và bây giờ chúng ta quy lại năm 2024 này may mắn cũng rất nhiều trận đầu tiên may mắn trận thứ hai cũng có rất nhiều yếu tố may mắn bởi vì Malaysia không hiểu sao có những tình huống rất điểm rất rất là kém trong khi chúng ta chắt chiêu được từng cơ hội. Còn cái trận đấu với cả Uzbekistan rồi, không nói lên điều gì bởi vì đấy là một đội hình phụ và những quân bài chính của anh Tuấn thì anh để cho trận đấu với cả Iraq rồi. Và bản thân anh nói rằng là chúng ta sẽ có một cách tiếp cận khác, khác. À. một trận đấu khác với cả Iraq. Thì bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem như thế nào nhưng tôi nghĩ không có gì khác ngoài phòng ngự phản công. Đây là cái điều mà cái, cái 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 điều mà chúng ta buộc phải quay lại cái lối đá nó phù hợp với chúng ta hơn khác với cả thời công Philip coutinho vấn đề là phòng ngự phản công như thế nào ví dụ ở trận đấu với cả uzbekistan ngay ở cái tình huống đầu tiên nhé ngay tình huống đầu tiên và rất nhiều tình huống sau là có thể thấy rằng là đội 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 hình đấy là đội hình chơi dâng cao để quyết tâm là bẫy việt vị nhưng trên thực tế thì hai đến ba lần các pha việt vị đều hỏng và đều bên cánh trái của chúng ta cả mừng vâng, uh, thu được cái trận uzbekistan thì cái tính thử nghiệm của ông tuấn khá lớn bởi vì ông cũng muốn cho các trò những người mỹ được chơi sẽ được chơi thì đến cái trận Iraq này tôi cho rằng là cái cách tiếp cận của chúng ta nó sẽ có những cái điều chỉnh để nó phù hợp hơn và đương nhiên một đội được đánh giá thấp hơn